Và Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Trong thời gian tôi về thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, tôi có đến thăm gia đình nhà ông Tuyết Biển. Và bà xã tên là Biển, cho nên là anh em cứ gọi là Tuyết Biển. Ông cũng là những người rất là đam mê về cây cảnh nghệ thuật. Tôi làm cuốn video này để giới thiệu, giao lưu cùng với vườn ông Tuyết Biển. Và cũng là một cái nhịp cầu nối với anh em chúng ta. Có những người có khi là ở gần đây cũng không biết là vườn cảnh nhà ông Tuyết Biển như thế nào. Và anh em trong làng chơi cũng có nhịp cầu nối, cũng có số điện thoại của ông Tuyết để mà chúng ta giao lưu. Vâng, xin chào ông Tuyết Biển nhé. Wow, chào bác Đỗ Sinh. Hôm nay là thực sự đã về Bắc Ninh, về Từ Sơn để anh em mình gặp nhau rồi. Wow. Những lần trước là gặp nhau chỉ có ở triển lãm. Vâng. Wow. Và tôi được làm một cuốn video tại triển lãm vừa rồi ở thành phố Từ Sơn. Đó là có hai tác phẩm của ông Tuyết đem ra để góp vui, trưng bày ở triển lãm. Tí tôi sẽ truyền tải lại cái hình ảnh của hai tác phẩm rất đẹp của ông. Và bây giờ xin phép ông Tuyết là Đỗ Sinh đăng tải một cuốn video mấy phút đầu là toàn cảnh cái khu vực vườn của gia đình ông. Wow. Đấy, với cái đam mê hàng chục năm nay rồi, tự tay ông cũng làm lên được rất nhiều những cái tác phẩm. Và có những cái tác phẩm mà chúng tôi có một câu nói rất vui là không đụng hàng, tức là không giống những cái tác phẩm của những người khác. Và người khác cũng không có những cái tác phẩm giống như của ông Tuyết. Địa chỉ là thành phố Từ Sơn, nhưng mà nó có liên quan đến phường hoặc là ngõ xóm gì không ông ơi? Khu phố Tiêu Long, phường Tương Giang. À, khu phố Tiêu Long. Tiêu Long, phường Tương Giang. Phường Tương Giang. À, vâng. Vâng, thành phố Từ Sơn. Đấy, đây là cái khu sảnh chính để đi lên tòa nhà này. Bên này ông có những cái tác phẩm xanh dáng làng, phải nói là cũng rất là độc đáo đấy các bác ạ. Đấy. Và chính đây là cái tác phẩm có tên là Cất Cánh mà đã xuất hiện, được nhiều người đứng tham quan và trầm trồ tại triển lãm Từ Sơn vừa qua, mà không có một cái tác phẩm nào đụng hàng và giống như thế này được. Đấy. Và hôm đó tôi cũng được nghe ông Tuyết chia sẻ những cái điểm nhấn, những cái gọi là cái duyên để đi đến một cái cây xanh tại nhà mình, lý do tại sao và như thế nào để xây dựng một cái tác phẩm có tên là Cất Cánh đẹp như thế này và rất là độc lạ luôn đấy. Trong suốt thời gian công tác, mặc dù bận bịu công việc nhưng mà ông vẫn dành ra một cái quỹ thời gian nhất định để đi đến với đam mê cây cảnh nghệ thuật mà tỉ mỉ nhất trong vườn và trau chuốt yêu quý nhất chính là cái tác phẩm này. Rất tuyệt vời nhé. Vâng, một cây xanh Nam Điền. Ông đang xử lý nốt cái phần, hoàn thiện nốt cái phần ngọn, cái quả phúc kia này. Mà quả phúc làm thì rất nhanh thôi. Bóng cây rất hay. Một bệ xanh ôm đá.
Và chúng ta lại trở lại với cái tác phẩm Xanh Quê ngay từ phút đầu đây này. Tôi mới chia sẻ lại cái bệ cho các bác nhìn. Nó bệt, bệt, gốc bệ nó bệt, đẹp không? Rễ rất nhỏ. Nhìn ngắm cái rễ này tôi lại liên tưởng đến những cây xanh lá móng thường có những cái bộ rễ như thế này. Vâng, ngoài cây cối ra, ông Tuyết còn rất thích những cái tiểu cảnh. Đẹp quá. Ra khơi. Và chúng ta tiếp tục đi dạo. À, dọc theo lối vườn vòng ra phía sau và trước cái sảnh lên xuống của tòa nhà này. Trên ban công trên kia cũng có chủ yếu những cây tầm nhỏ. Và đây rất đặc biệt, có một tác phẩm cũng vừa rồi cũng có mặt để góp vui với triển lãm Từ Sơn. Đó là một cái tác phẩm Xanh. Và một cây xanh cổ trên một cái hang rất mỏng. Trời rất tinh tế. Nguyệt quế. Những cây mai chiếu thủy, thủy mini rất đẹp này. Tùng La Hán, liền anh liền chị. Thực ra có những cái khoảng những cái hình ảnh, những cái góc tuy là hẹp thôi nhưng mà ông cũng đã thể hiện cái đam mê rất là sâu đậm của mình. Cây, tượng, đá, cảnh được lồng ghép, được tạo lên những cái bức tranh rất là đẹp. Và chúng ta lại tiếp tục theo cái lối đi ra phía sau.
kể cả từ những cây bông trang mẫu đơn cho đến những chậu hoa linh sam, hoa mai chiếu thủy. Và nói đến ông Tuyết còn có một cái tên nữa gọi là Tuyết Dô, bởi vì là anh em dành cho ông một cái tên rất là thân mật, tên có từ xa xưa rồi, cứ gọi là Tuyết Dô, bởi vì ông chán ông Dô. tôi hỏi anh em mà sao gọi Tuyết Dô, bảo ôi ông nhìn thấy chán của ông Dô đấy. Tác phẩm Xanh Ôm Đá này, dáng nghênh phong chiếu thủy. Và hoa ngâu này, đằng này ông còn nhiều cây lắm, đi dọc theo cái lối ven tòa nhà ra phía sân sau này. Đây là hai cây đối nhau nhưng cây hơi xa, chính cây này với cây kia là đối nhau đấy. Đều là nghênh phong chiếu thủy, xả xuống in mặt nước này. Nếu mà chúng ta thả nước, cây này chính là ông thả nước rồi đấy chứ, đúng rồi. Và cây xanh cổng làng. Bến nước Sơn Đình. Đây. Ây da, có một cái tác phẩm phiêu quá nhỉ. Mà vườn của ông rộng lắm các bác ạ. Đây này, trong này còn có những cái vị trí ông chơi rất là độc đáo nhé. Chơi lan này, một cái tiểu cảnh này, chùa một cột này. Úi dồi, hay không? Trong này là nuôi chim, ở phía dưới trên là lưới chim hết, cho nên tôi không dám mở cửa vào. Này, các loại chim này, chim cảnh, công này. Đấy, này, rất nhiều chim trong cửa nhá. Đấy, tôi zoom lại đây, có chú đang đi này. Đấy. Thôi không vào, vào những nó chạy ra cái bay ra, trên này là lưới kín hết mà. Ui giời, rộng thế. Sân sau rộng quá nhỉ. Ở đây chúng ta đang quan sát một tác phẩm xanh song thụ này. Rất cân nhau nha các bác. Tay đối xứng từ thân bên trái bên phải. Bệ gốc liền lạt.
Vâng, Mai Chiếu Thủy. Và cây xanh Nam Điền mini. Cũng bắt đầu đang vào dây để tạo tán, tạo bông cho những cây xanh mini. Đẹp quá, cái xanh dáng quá đẹp, long hóa. Đây là cái tải sơ dừa ông đắp cho khỏi cháy rễ. Vâng, góc này tôi thấy ông có nhiều cái tác phẩm xanh Nam Điền nhìn hay phết đấy. Cốt cách rất đẹp rồi các bác ạ. Già lên màu, lên địa y lên hết rồi. Cây này thì là cây xanh quê. Đây là những cây Nam Điền cũng rất là xuất sắc nhé. Và số điện thoại của ông Tuyết Dô tôi ghi ở dòng chữ giới thiệu tiêu đề video để các bác có thể gọi điện đến giao lưu, chia sẻ và cùng nhau có những cái trao đổi. Và đẹp quá, đây là cửa sau để cho các xe ô tô của gia đình về đưa vào gara và đỗ ở sân. Nói chung là cái phong trào chơi cây cũng như là cái đam mê và cái thú sưu tập và chơi các dòng cây đa dạng phong phú của ông Tuyết Biển rất là hấp dẫn. Chơi đồng bộ khá là đẹp. Vâng, với thời lượng 20 phút cuốn video này, Đỗ Sinh cũng qua cái hình ảnh vườn cảnh ông Tuyết Dô. Xin chia tay với ông Tuyết Dô và xin chúc ông nhiều sức khỏe nhé. Tiếp nối đam mê, chúng ta sẽ tu bổ những cây hiện có và có thể ông lại tiếp tục nối tiếp bằng những cái chương trình, ông lại quy nạp những cây có số trên thị trường về với vườn ông. Tôi được biết rồi, anh em cũng có nói chuyện đến là ông cũng sẽ rất là đầu tư mạnh tay, và bản thân ông lại cũng là có người cũng mày mò, cũng biết làm cây nữa cơ đấy. Nhất là điển hình cái tác phẩm Cất Cánh của ông trong mấy chục năm trời gắn bó, và vừa rồi đã thể hiện những cái tác phẩm rất là có giá trị tại triển lãm Từ Sơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, cảm ơn bác Sinh nhân dịp chuyến công tác ghé thăm gia đình và cũng truyền tải những cái vườn cây của nhà để chia sẻ với em và cộng đồng mạng. Cũng xin chúc bác Sinh và cùng thể toàn thể khán giả này sức khỏe dồi dào. Vâng, xin cảm ơn ông. Và Đỗ Sinh ghi số điện thoại của ông Tuyết Dô ở trên dòng chữ giới thiệu tiêu đề cuốn video để các bác tiện việc giao lưu. Vâng, xin chào ông nhé. Vâng, chào bác. Đỗ Sinh xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.